Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, tỉnh Lào Cai xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số ICT Index là thước đo mức độ phát triển về công nghệ thông tin và truyền thông. Đây cũng là thước đo cho mức độ sẵn sàng phát triển và áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo hướng thực chất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau 5 tháng đi vào vận hành, nền tảng cửa khẩu số Lào Cai đã bước đầu đem lại hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu. Không chỉ giúp các cơ quan liên ngành tối ưu hóa việc quản lý, vận hành dữ liệu tập trung một cách thông minh hơn, các doanh nghiệp cũng tiết kiệm được nhiều thời gian khi thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa. Nhưng bây giờ khi áp dụng cửa khẩu số thì cái thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan hải quan cũng như là cửa khẩu thì nó sẽ giảm ngắn đi bằng rất là nhiều, mất khoảng 10 đến 15 phút. Khi đó là mọi cái thông tin về hàng hóa cũng như là những cái khai báo của doanh nghiệp đã được tích hợp trên hệ thống, và vấn đề là xử lý các bước về sau thì nó sẽ rất là nhanh, nó rất là thuận tiện cho doanh nghiệp so với những thời gian trước đây mình khai bằng hồ sơ giấy. Tại nhà liên ngành cửa khẩu quốc tế Lào Cai, số điểm trạm phải thực hiện khi làm thủ tục thông quan hàng hóa được rút ngắn từ 18 điểm trạm xuống còn 4 điểm trạm cho một quy trình. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thiện quy trình cửa khẩu số, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Lào Cai đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp để làm sao tăng cái năng lực thông quan, kể cả hạ tầng kỹ thuật là nâng lên 5 làn xe luồng nhập khẩu và xuất khẩu, cũng như là tiếp tục hoàn thiện cái cửa khẩu số để kết nối với dữ liệu với Tổng cục Hải quan để làm sao thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngoài xuất nhập khẩu, tỉnh Lào Cai cũng triển khai chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, truyền thông, du lịch, thuế, nông nghiệp, thương mại điện tử. Nhiều ứng dụng được đưa vào sử dụng tạo sự thuận lợi cho người dân như cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống phản ánh hiện trường trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sapa, cổng chuyển đổi số của tỉnh và đã đưa 154 trên 163 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử thanh toán phi tiền mặt. Để chuyển đổi số thực chất, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng những sản phẩm, mô hình công nghệ vào đời sống, tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng viễn thông và cải thiện chất lượng dịch vụ tại những khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để phổ cập kỹ năng số tới toàn dân.